Tổng cộng Sachi ăn mấy miếng pizza? 5 miếng pizza. 5 miếng pizza luôn, wow. Chào các bạn, mình đây là Sachi. Ngày hôm nay mình sẽ ăn pizza. Nè, các bạn xin nhìn nè. Đây là pizza của mình. Hôm ba của mình cắt ra một miếng cho mình. Rồi cái miếng này thì nó lại bị dính đi. Mình sẽ ra luôn nha. Nè, miếng pizza đây nè các bạn ơi. Pizza này thì nó mềm. Nó vừa mềm với các bạn. Và nó có xúc xích. Xúc xích của nó ngon lắm á. Nên mình rất thích ăn pizza lắm á các bạn ơi. Ngon quá đi các bạn ơi. Mình dưới nó hơi chua chua nữa là rất là chua mà. Các bạn có thích ăn pizza không? Mình rất thích ăn pizza lắm á. Các bạn thích ăn pizza gì? Mình thì thích ăn pizza xúc xích. Nên bây giờ mình phải đọc ăn pizza rau củ quả. Còn mấy thứ này mình không thích nè các bạn ơi. Nên mình ăn pizza và xúc xích không ạ. Các bạn có nhìn thấy mình ăn giỏi không? Nếu các bạn nhìn thấy mình ăn giỏi thì bật như bóng like cho mình nhé. Ba ba của mình mới nướng xong nên nó vẫn còn nóng một chút xíu. Sachi đi học á, các bạn của Sachi á có thích ăn pizza không? Dạ có. Ăn pizza với lại pizza gì? Xích rồi lại ở trên lớp á, các bạn của mình cũng thích ăn pizza lắm á. Mình không biết sao mà mẹ của mình lại biết chứ. Pizza này từ đâu Sachi biết không? Pizza là của nước nào Sachi biết không? Nước Ý. Sao con biết vậy? Cờ của nước Ý có mấy màu? 3 màu. Mấy hả? 3 màu gì vậy? Màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Wow, sao chị giỏi quá. Các bạn ơi, cái pizza này là của Ý. Đây nè, Ý đây nè. Các bạn ơi, hôm bữa mình đi học á, sau mình định lần đầu đây mình định đi lên xe buýt màu vàng á đó. Sau rồi bác ba của mình cũng có luôn nè, tại vì mình đi du lịch đó các bạn ơi. Trên trường Sa Chi thích chơi với bạn nào nhất? Marco hả? Lâu rồi không đi học, Sa Chi có nhớ các bạn không? Dạ có. Chị có muốn đi học không? Không biết bị virus mà. Đúng rồi, bây giờ bị virus. Vậy bị virus thì mình phải làm gì? Phải đeo khẩu trang. Rồi phải làm gì nữa? Phải ở đây. Và phải ra chỗ này. Cô nào dạy con rửa tay? Madame Caron. Caron hả? Madame Caron dạy con ở đây. Sò Madame Caron á, lại có cái bồn nhỏ giống như vậy nè. Đó, bồn nhỏ như vậy. Rồi là ai cũng mới tới được luôn á. Bên là nước lạnh, bên là nước nóng. Sao chị còn phải uống sữa nữa nha. Uống sữa để làm gì ta? Là sao? Cao. À, thì nói đi.
cần diễn tả nữa. Uống sữa để làm gì, để sao nữa? Để hỏi hư răng. Vậy à? Vậy sao Sai Chi hư hết răng rồi? Tại vì ăn nhiều kẹo quá. Con nhiều kẹo quá hả? Vậy gì thì con phải nói với các bạn sao? Không biết. Các bạn ơi, các bạn đừng ăn nhiều kẹo đúng không? Các bạn sẽ bị sâu răng giống như mình đó. Mình đây là Sai Chi răng xuống. Đẹp không các bạn ơi? Răng xuống mà. Đâu có đẹp. Xuống rồi đéo nữa. Mình chỉ ăn hết một miếng này thôi, mình uống sữa thôi. Tại vì bụng mình no quá nên mình phải nhờ ba ba ăn cho mình, ăn giùm mình chứ không phải ăn cho mình. Ok, vậy uống sữa đi con. Dạ, để con ăn hết miếng này nha. Cứng quá. Ok, uống hết ly sữa là no rồi ha. Rồi, Sai Chi uống một hơi hết ly sữa luôn à. Nếu các bạn thấy Sai Chi ăn giỏi thì hãy bấm cho Sai Chi một like nhé. Bye.